Thì Su xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Chu Du. Hôm nay Tisu mời cả nhà mình sẽ đi dạo quanh ở một vài con đường ở Phú Hài. Con đường đầu tiên thì mình sẽ đi ở đường Ung Chiếm ha. Ở đây là một cái góc đường Ung Chiếm, thì mình đi ở ngoài từ đầu đường đi vô trong này. Mình sẽ đi dạo cùng quanh đây chút xíu ha. Và buổi sáng thì mọi người sẽ bán đồ ăn sáng, rồi những người dân ở đây họ đi chợ. Ở phía trên kia là có chợ Phú Hài, đi chợ. Ở đây họ bán rất là nhiều đồ ăn, ví dụ như là bánh bèo, bánh căn, bánh mì, nhiều lắm. Nói chung thì ở đây ồ, có bánh hòn nữa kìa. Mình thấy mới dọn ra là có bánh hòn nè. Bên này nè, cả nhà mình thấy hàng bánh mì nè, đông ghê chưa. Cái này bánh hòn hả gì? Phải không? Bánh phật. À, bán cho con đi. Không, có bé bánh cho cá. Ủa, vậy hả? Bán với đá thôi hả? Bộ bán với đá thì mình đi chào con. Rồi mình sẽ đi dạo lên trên phía trên này ha. Sáng nay trời không có nắng, cả nhà mát mẻ nên là dễ đi. Đi bộ một chút xíu xong rồi mình lắp máy, giờ mình chạy xe máy nha cô chú anh chị các bạn. Ở đây có cái hoa tím tím nè, hoa đậu biếc. Rồi có hai, có cái bài hát gì mà ô kìa anh như cô thắm con bác năm ở sao mà gì? Dạ ăn từ đầu trên đến xuống dưới luôn. Đi dạo dạo con đường Ung Chiếm này qua lại đường Hai Mạc Tử. Đây là mình gần đến chợ nè, nên mình thấy hàng ăn hàng uống nhiều, với lại bà con được dừng lại chuẩn bị mua sắm đồ Tết. Đâu có còn bao nhiêu tuần nữa là siêu Tết đâu cô chú anh chị các bạn. Tết Tây thì cũng đã qua rồi, hình như Tết mình thì còn khoảng 20 ngày, hai mấy ngày nữa vậy đó. Ở ngay góc bên tay trái này có một cô ngồi bán bánh xèo theo kiểu truyền thống ngày xưa. Bà con của bác ngồi ăn rất là đông. Để đi tour quay ngang đây của chú chị các bạn xem. Đây, đây là hàng bánh xèo mà Tisu thường hay ăn khi mà đi ra Phú Hài. Đông người ngồi ăn lắm.
Đi xu chọn cái giờ này á, tại sao cả nhà mình biết đi xu chọn giờ này đi, và đi ngang qua chợ đi xu đi rất là chậm và lâu lâu dừng lại để mà mình có thể là nhìn thấy được những người thân quen của mình đi chợ, chứ vì mục đích vậy thôi. Kẹp hoài không gãy, nghe quảng cáo rất là hấp dẫn. Đây là chợ Phú Hài cả nhà. Đi xu đứng góc này chốc ha, để cô chú anh chị các bạn thấy tấp nập của chợ. Rồi gần Tết thì đi xu sẽ quay lại đây để quay chợ Tết. Bây giờ quay đường phố thôi. Dạ con cảm ơn. Ê Thanh à, đi vô. Hay đông vui tấp nập ghê cô chú anh chị các bạn. Tới ngày gần Tết này còn đông nữa. Cái góc này nha, có cái hàng bán đồ chơi cốc cốc cho con nít. Ở đây cả nhà mình thấy mới vừa đi qua Vinh Ba Bà, ở trước Vinh, gần Vinh nó có nhiều người bán đồ ăn sáng lắm. Giờ này là vẫn là giờ bán đồ ăn sáng, nhìn thấy đông bà con cô bác ngồi ăn ở đây. Này bán cá khô nè. Bên kia bán cái gì mà có cái bếp lò, bánh căn và dừa. Cúc á chân gà nướng. Thank you.
bán đồ ăn sáng thiệt là nhiều luôn. Bún mắm nêm nữa cả nhà. Chào chị. Bún mắm nêm. Bánh mì ốp la. Anh này đi biển về nè. Ở trên này có một cái chợ nhỏ nhỏ nữa cô chú anh chị các bạn. Hôm nay là cái ngày mình đi ở trên đường ở ngoài Phú Hài này á, mình không có câu chuyện gì thưa cùng với cô chú anh chị các bạn á, không biết tại sao chị thấy ở trong lòng rất là vui, bởi vì mình đi mình nhìn thấy những cái cảnh mà chòm xóm láng giềng nè, mua hàng rồi ra ngoài hàng ngồi chơi vui vui á, và mình rất là thích những cái không khí ấm cúng như vậy á. Còn nếu mà mình đi vô Phan Thiết thì thường là người ta hàng xóm rồi người ta cũng ít ra ngồi như vậy, nhưng mà ở đây thì cô chú anh chị các bạn nhìn thấy hầu như cái gian hàng nào cũng đông người ngồi hết. Thầy bán cho hàng xóm láng giềng thôi, cứ cách khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đến 10 căn nhà là có một cái quán bán ăn, bán đồ ăn dọc luôn con đường này. Hôm nay chuẩn bị bán đồ tết rồi, bán mứt bán kiệu rồi nữa nè, hộp sen cá. Qua khúc này là hết bán đồ ăn sáng nhiều, hoặc khúc trên kia bán nhiều. Hay lên khúc này thì nó vắng vẻ hơn so với cái khúc kia. Ôm bao xung quanh của cái đường đi lên tháp Pô Sơn Ư cả nhà. Ở đây hay một cái là mọi người sẽ ngồi ở phía trước ha, xong rồi quán nhà sập sình rồi đẩy ghế đá hay bàn ngủ uống cà phê uống ly trà, ngồi cả buổi sáng đến buổi trưa, mát còn mát thì ngồi, còn nắng thì đi vô nhà. Sống gì có nhiều người sống gì là thấy là vui, nhưng có những người người ta yêu thích công việc thì người ta sẽ thắc mắc là ô tại sao lại có thể là ngồi không cả sáng đến chiều đến tối như vậy không đi làm. Mọi người có một cái niềm vui nho nhỏ khác nhau. Ở trên này đi gần đến cuối đường mới có một chỗ bán đồ ăn sáng. Bánh mì, bánh canh. Này, vì
bây giờ bắt đầu giờ từ đêm Tết là mọi người sẽ đi giải mã đồ nhiều, bánh ướt, bánh hỏi, bún thịt nướng. Ở trên này bánh ướt, bánh hỏi và bún thịt nướng. Ở đây còn mình còn nhìn thấy những cái hình ảnh mà đội cái nón, những ông cụ á, đội cái nón giống như là đi cowboy á. À đúng rồi, nón cowboy với một bộ pyjama mang đôi dép lào ngồi ở phía trước á. Chứ còn mà vô Phan Thiết mình là ít thấy cái hình ảnh đó lắm. Chỉ có đi lên quê hoặc là đi về những cái khu này thì cả nhà mình sẽ nhìn thấy được những cái hình ảnh rất là đời thường ha. Miền quê. Đây là gần cuối con đường Hàng Mạc Tử cả nhà mình. Tết này á, thì sẽ có nhiều cái người nhân viên á, thì cũng sẽ không có được thưởng á, tại vì nhiều khi công ty làm không có được thấm khá đó, thì có nhiều người không được lương tháng 13 luôn cả nhà mình. Có nhiều chỗ là hy vọng là nơi đó thì sẽ đông khách, thu hút được nhiều khách du lịch. Nhưng mà đến một cái thời điểm là không thể được luôn. Có nhiều người phải nghỉ việc nửa chừng ở cái thời điểm Tết và lương thì không có nhiều. Ở đây có nguyên một dàn mai nữa. Trên kia xây một cái nhà sàn nữa cả nhà, hai cái nhà sàn luôn. Wow. Bên này là cái khu đất mà để xây cái dự án khu du lịch Làng Việt. Đi qua anh này đi lên một góc nữa và mình sẽ đến cái cuối con đường Hàng Mạc Tử này cô chú anh chị các bạn. Thì Tisu cảm ơn cả nhà mình đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh bằng cách nhấn một like, ủng hộ Tisu nghe. Kính chúc cô chú anh chị các bạn sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình này.